Còn tại An Giang, Công an huyện Châu Thành vừa tạm giữ hình sự Trương Văn Gõ để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, kiểm tra hành chính đột xuất căn nhà do Gõ thuê, Công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm và một cặp khác đang ngồi trong nhà chờ mua bán dâm. Gõ khai nhận hàng ngày bán cà phê kế bên nhà, khách đến uống nước có nhu cầu thì Gõ sẽ giới thiệu rồi đưa qua nhà Gõ thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau mỗi lần giới thiệu, gái bán dâm chia cho Gõ 50.000 đồng. Được biết, Gõ chứa mại dâm đã được 5 tháng này.